less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less fun, a little less fight, a little more fun. Close your mouth, open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Kính thưa quý vị, Công Thành. Xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Công Thành Show ngày hôm nay với nữ ca sĩ Cát Tiên và Victor Chosen Nguyễn. Thành xin được đọc có một chú tên là chú Vua Sợ Vợ. Vua sợ vợ. Vua sợ vợ ở Pennsylvania. Mà chú gửi cái này đọc thấy hơi hồi hộp. Nghĩa con có hồi hộp không nha? Chú có những câu hài muốn gửi đến anh Công Thành, chia sẻ đến khán giả. Dưới đằng sau áo của chú có câu vua sợ vợ à. Đây. Mà có nhiều câu lắm chú để này. Vua sợ vợ, vua sờ vợ, em vợ thì không, em dâu thì sợ gãy nọc. Gãy nọc thì làm sao thọc. Đóng cọc tại chỗ cho xong. Ôi ơi, chú vua sợ vợ, chú nói nhiều những cái câu này quá trời nguy hiểm. Ba của em cũng ở bên Pennsylvania. Bởi vì anh mới nói với Linh đó, là có nhiều cái chữ đó mình viết y chang nhau mà mình bỏ lộn cái dấu là chết liền. Vua sợ vợ với lại vua sờ vợ chỉ có một cái dấu thôi, viết y chang nhau luôn. Chị Trinh Atlanta, chương trình anh Công Thành rất là vui và hay. Cảm ơn chị Trinh. Anh Công Thành hôm nay rất là đẹp trai. Con trai của em tên là Út Lượm. Úi dồi, tên hay vậy. Mới có một tuổi thôi mà mê bác Công Thành quá trời luôn. Nó thấy bác Công Thành cười là nó cũng cười theo. Ba nó kêu nó đi tắm nó cũng không chịu. Chừng nào bác Công Thành ngưng cười nó mới chịu đi tắm. Vậy là ở giờ suốt đời. Đúng rồi, thành ra anh phải cười ngoài. À không, anh phải ngưng cười để cho nó tắm. Đúng không? Anh cười ngoài là nó ở giờ suốt đời. Cảm ơn bác Công Thành đã mang niềm vui đến cho gia đình em. Thank you chị Trinh, Atlanta. Atlanta, nói về Atlanta. Vừa nói Atlanta yes. Đây nè. Kính thưa quý vị, Cát Tiên, Atlanta, ngày 22 tháng 9. Yes. Tức là tuần tới. Dạ, đúng rồi. Thứ bảy tuần tới, em sẽ có mặt ở Atlanta. Với em có biết chỗ chương trình của cái chỗ đó như là của ba em entertainment, là ba em gái ở bên Atlanta hùng nhau làm show. Thường thường là làm show mà rất là tuyệt vời, rất là chung đáo luôn, rất là hay. Cho nên hy vọng tất cả quý vị có thể ra. Nhưng mà em ở bên biết Atlanta. Chỗ nào phải không? Em quên rồi. Ok, lên internet kiếm liền. Bây giờ đây nè, anh mới nói hồi nãy đó, Nghĩa hỏi là em tuần tới em hát ở đâu. Ồ, em hát ở Atlanta. Cái show của ba em làm. Ý, anh lại tưởng là bố em làm. Ba em, ba em tức là ba người em của ba em. Ba người đó. Em không phải trời của ơi, em phải nói ba cẩn người thận. Em ở bên No. Yes. Đó là ngày 22 tây. Kính thưa quý vị, Atlanta xin kính mời quý vị đi ủng hộ Cát Tiên. Còn ngày 21 tháng 9 là tại Monamua Banquet ở Lincoln Avenue tại Orange County là Victor Chosen Nguyễn sẽ có mặt. Xin kính mời quý vị ủng hộ. Bé An, Texas. I'm 16 years old. Can bác Công Thành please ask Victor to rap for me? Mì Quảng, cháo vịt, con gà và cà ri. But you have to... Do you remember? Yeah, okay. Mì Quảng, cháo vịt, con gà và cà ri. But we have to do it a short do one. Do it real quick. A short one. I love Công Thành Show very much. Can I kick it? Yeah. It's just different thing. Met this girl, yo, her name is Trang. I'm gonna take her out and mu ang yeah. And mu ang mi quang. And I say, chow vit, hum mu tik. And mu ang yeah, or gong gong tik.
is it's chicken. But yo, it's totally chicken. I let everybody just listen. Tune in every Wednesday night from 6 p.m. VHN Kong Tan Show. Plug it in. Quá hay luôn. Chưa. Ồ. À chứ có gì chứ có tờ mi quang. Ồ bỏ hết dấu luôn. I love Kong Tan Show very much. I'm watching it every Wednesday night with my family. Thank you Bé An. Thanks. Anh Thiện, vợ chồng Thiện Tú, anh Ly, chị Mười, Florida. Ca sĩ Victor có biết rap bản về Neo không? Đã đó kỳ trước là có rap một câu về Neo rồi. Bây giờ có cái này Neo chúc Neo đi. Chúc Neo được không? Okay, let me see if I remember it. Can you just, yeah. I'll play just one verse. Check it. Let me tell you a little something about the nail shops. Every corner's right here from my nail shops. Shopping malls, pick another color or wall. It's just around right there before I crawl. Little brother in the street for the Vietnamese. Making our money with our best abilities. Nail shop, then the nail shop. Manicures, pedicures, French pedicures. Bring your toes, everybody, just let it go. My name is Chosen and I love the flow. Oh. And Victor, mấy anh chị em ở tiệm Princess Nails đang đón xem chương trình của anh Công Thành rất là đông. Nếu anh viết biết rap bài này nữa thì rất là vui. Dạ vừa mới xong, mấy ca sĩ trong show Công Thành, nghe nè. Ai cũng đẹp trai đẹp gái hết. Yes. Nhưng mà nè, bữa nay là đẹp trai nhất là anh Nghĩa Sữa. Bé Zaza 8 tuổi San Jose, chú Victor có thể rap about weather hôm nay được không? About the weather, come on man. Okay. Yeah, check it out, yo. Hey yo, you best believe me. I look at the weather, I put on my iPhone, I talk to Siri. It's kinda hot, I look up the weather. Bumping the channel, up in Weather Channel. 93 degrees, all the way to OC. I don't even know where you might be. It's raining, it's pouring, it's snowing. I'm snowing, I'm snowing, I'm flowing. And everybody know it. Yeah. Oh my God. Đó là chết tin mình. Tức về khí tượng tại Orange. Con rất thích chương trình của bác Công Thành lắm. Con hay xem chương trình với mẹ, auntie và bà ngoại. Con thương bác Công Thành lắm. Con cũng thích ca sĩ Victor hát nhạc rap. Con thấy chú Victor đẹp trai lắm nên con thích. Stand up man, stand up. Đẹp trai phải cái chào. Bé Irene Nguyễn, 12 tuổi, North Carolina. Anh Victor có thể rap một bài về phở được không? Phở được không? Last one, yeah. Last one. Anh thích yeah. Phở gà. Phở gà, no MSG. I want this, you shall see. Go to get the pho pho, yeah, with the fish at sriracha. Game so proper, knocking you out. I like to eat my pho, yeah, with some bean sprout. What you all about? Ow. Oh, you know, nói nghe thèm quá. Phở gà mà anh có nghe cái chữ sriracha trong đó nữa. Yes. Đó, con thích nhạc rap lắm nên con rất thích anh Victor rap. Sau này con cũng thích được làm ca sĩ nhạc rap giống anh Victor. Wow. Gia đình của con thích chương trình VHN TV lắm, nhất là show của bác Công Thành. Tối nào gia đình con cũng đón xem. Thank you Aaron, thank you. Gia đình dì Sáu, New Mexico, đầu tiên cho gửi lời hỏi thăm đến tất cả mọi người và đến tất cả các ca sĩ trong chương trình. Gia đình tôi rất thích các chương trình của VH TV và nhất là chương trình của anh Công Thành. Cháu Lisa hiện giờ đang ở Texas nhưng mà cũng đang xem chương trình và rất thích bác Công Thành. Chúc bác Công Thành lúc nào cũng
đẹp trai để tuần nào cũng làm show cho khán giả được xem. Thank you. Hi Lisa. Chú Phương Kentucky. Chú Công Thành có thể hát một bài nhạc Pháp tặng cho Vân Thi được không? Trời ơi, tuần nào cũng hát nhạc Pháp hết bài luôn rồi. Je ne t'aime plus đồ thứ nha. Rumba lẹ lẹ chút. Ok. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Je ne t'aime plus hát một khúc thôi. Đồ thứ. Đồ thứ này. Je ne t'aime plus, non, non, je ne t'aime plus. Oui, j'ai dit oui, mais laisse-moi un peu tranquille. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Oui, j'avais dit oui. Le jour de notre mariage. Nous étions heureux. Tu es plus sage comme l'image qui le posait devant mes yeux. Je ne t'aime plus. Ok, là anh hát các em, I just close my eyes and em tưởng anh là người Pháp á, người Mỹ. Em không nghĩ là anh là người Việt Nam đâu. Thiệt á, em, I close my eyes and I hear it and it sounds good. Keep it. Thank you. Tức là chứng tỏ là khác người á. Đó. Khác người, phải không? Đúng rồi. Giống như là lúc mà chosen rap, ông bà nhắm mắt lại là mình nghĩ là Mỹ đen á, mình không biết là rất là tặng cho Vân Thi. Vân Thi rất thích chương trình của bác Công Thành, tuần nào cũng đón xem và thích nhất là bác Công Thành hát nhạc Pháp. Thank you. Cảm ơn anh Công Thành và đài VHN TV rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh Phương. Bé Cathy 17 tuổi. Anh Victor có thể rap tên của ca sĩ Taylor Swift. Come on. Oh. Okay, come on. Real quick, okay. Yeah, check it. Yeah, yo, yo. It's another love story. You should warn me. I met this girl and she talk a lot of love story. Never ever get back together, but I had to just think twice. Her name is Taylor Swift and in the mix, I think I really like her. She's not 26, she's 21. She plays the guitar. She's from Tennessee. She's kind of far. I had dreams about her for me to be together. Now or never. But her, she says now or never. Never ever to be together, Taylor Swift. That's the song. Actually, I like some of Taylor Swift's songs, so that's why. Low key. Em rất thích anh Victor rap, cả gia đình rất thích chương trình của bác Công Thành, tuần nào cũng đón xem. Thank you, Cathy. Chị Mộng Tuyết, Michigan, rất thích chương trình của anh Công Thành, tối nào đi về cũng đón xem các chương trình của VHN. Chúc anh Công Thành và đài VHN lúc nào cũng thành công để có thể đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Thank you chị Mộng Tuyết.
Atlanta, Texas. Chị Cát Tiên có thể hát bài Ông Xã Em Number One được không? Ông Xã Em Number One từ bài em thuộc không? Cát Tiên không biết bài đó, với lại hai, Cát Tiên không có ông xã để mà hát cái bài đó. Đúng rồi. Có bài bài khác hát khúc em khúc. Em thích chị Cát Tiên lắm. Anything, something fun. Something fun đi. Cả nghĩa nhớ bài gì của Cát Tiên? Bài gì mà? Number one. That's it. Ông xã em number one. Phải không? Okay. Đổi qua hot stuff is good. Jenny Texas, chị Cát Tiên có thể hát bản Say You Will được không? Oh. Không, câu một câu liền làm lên liền. So unsure, I feel so alone. I just don't dare to open my eyes. In too deep, and now I'm in too deep. Just can't get you out of my mind, baby. No matter just how hard I try, I don't wanna be alone tonight. Won't you be my guiding light, lead the way to be by your side? Bài này trong trung tâm Vân Sơn, em là fan của chị, thấy chị lúc nào cũng dễ thương, cho con gửi lời thăm đến chú Công Thành. Chú Công Thành khỏe không? Khỏe như voi luôn. Con cứ gặp chú ở Houston ở nhà hàng Sing Sing. Anh Victor có thể hát bản Look at Us. You know the song? I'll just do it quick without the beat. All right, I'll just do one verse. Look at us now, we can touch the clouds. I'm the one, they call me C1, Los Angeles, my town. As I lay the vocal down, made a shorty who's down. She's running from the block all the way to Koreatown. I see the work now from days and all out. Something like that. I forgot my own song. Yeah! Cắt tiền à? Anh nghĩ đó, ca sĩ nó phải cả năm mới hát được nhạc rap. Quá khó luôn. Bấy. Yeah. Cảm ơn bác Công Thành, chị Cát Tiên và anh Victor nhiều lắm. Thank you. Ok. Anh sĩ Louisiana, gia đình 8 người đang xem chương trình và rất là thích. Cảm ơn anh sĩ. Chúc Đài Viết Chen ngày càng tiến tới. Nghe Đài Viết Chen đã được phát sóng bên Úc, nên tôi chúc Đài Viễn Sen càng được phát sóng rộng rãi hơn nữa. Nơi nào có người Việt là nơi đó có VHN TV. Đối với tôi, Đài Viễn Sen là hay nhất. Những chương trình live show rất là sống động. Trong gia đình là bé Emily Nguyễn thích bác Công Thành nhất. Bắt bố phải gọi vào chương trình để gửi lời thăm đến bác Công Thành.
Hi Emily, chị Trâm New York đầu tiên cho gửi lời thăm đến Công Thành Show. Cảm ơn chị. Gia đình tôi 5 người đang coi ngồi xem chương trình. Victor và Cát Tiên đẹp trai đẹp gái quá, đứng lên. Thank you. New York. Nè, Victor đẹp trai mà bác Công Thành thì đẹp lão. Anh nghĩa sữa đẹp gì? Cho nên Victor không thể nào qua mặt được bác Công Thành hết. Đúng rồi. Đẹp lão không đứng lên. Đâu anh Thành? Victor đẹp trai, đúng không anh Thành đẹp lão? À. Em đẹp lạ. Đẹp lạ. Em đẹp mà đẹp lạ. Nên bác Công Thành không cần lo. Còn anh nghĩa sữa thì có một sắc đẹp không đụng hàng. Đẹp lạ. Hay quá, không bao giờ lo lắng hết. Anh Jimmy Nguyễn Houston, chị Cát Tiên có thể hát bài Ngày Em Đi để tặng cho em gái của Jimmy được không? Nhớ Ngày Em Đi không? Câu thôi. Cái câu. Bài đó là bài duet, phải có Andy Quách Chosen có hát được không? Oh. Thôi vậy thì để kỳ tới đi. Để kỳ tới đi nha. Sorry. Ngày Em anh Đi. Là big fan của Cát Tiên và mà bạn gái của anh cũng thích.